Hello cả nhà, thì hôm nay lại quay lại với chủ đề cừng câu tay nha. Thì trước mặt các bạn là em về được 6 cây cừng câu tay đến từ hương hiệu của Hua. Này là Hua Nhã Lam 5H. Đó. Thì ở đây em sẽ có size 3m6, 4m5 và 6m3. Thì hiện tại trong cái lô hàng này thì lại thiếu cái size 5m4 nha cả nhà. Thiếu cái size 5m4. Đó. Thì nói chung nếu mà anh em nào đã từng chơi cừng câu tay, từng câu đài thì anh em không có còn ai còn xa lạ với cái thương hiệu Hua này nha cả nhà. Một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn, Hua. Thì cây này nó có tên là Hua Nhã Lam và độ cứng của nó là 5H. Hua Nhã Lam và hàng này là hàng cao cấp nha cả nhà. Được gọi là hàng cao cấp của Hua. Đó thì em sẽ đi sơ sơ về một số thông số bên ngoài của nó và chút xíu em sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng về vẻ đẹp bên trong của nó ha. Ví dụ size 3m6 thì cái chiều dài thu gọn của nó là 108 cm, số lóng của nó là 4, trọng lượng là 92 g, size ngọn là 1 ly 3, cái đường kính gốc là 24.5, về cái độ carbon là 99% nha cả nhà, đối với size 3m6. Tiếp theo là size 4m5. Thì 4m5 về cái độ chiều dài mà của lóng á thì nó vẫn là 108 cm, nó bằng với 3m6 luôn. Số lóng nó tăng lên là 5 lóng, trọng lượng là 130 g, size ngọn là 1 ly 4 và đường kính gốc của nó là 24.7, về cái độ carbon vẫn là 99% nha. Tiếp theo là size 6m3. Thì hơi tiếc là trong cái lô hàng này nó không về cho em được size 5m4. Nếu mà về được 5m4 nó thì quá đẹp. 6m3 thì chiều dài lóng nó sẽ dài hơn hai cây còn lại nha cả nhà. Ba cái size là 3m6, 4m5, 106 cm, số lóng là 6, trọng lượng 199 g, chưa tới 200 g, size ngọn 1 ly 4, đường kính lóng là 26.3 và độ phần tâm carbon mới là 99. Đó. Thì bây giờ em sẽ khui hộp một cây. Bắt đầu em khui hai loại đi, một loại 4m5 và một loại 6m3 cho cả nhà mình xem ha. Khui ra. Em lấy cây 4m5. Thì cái cần Hua này á nó sẽ đi kèm cho mình những gì? Ví dụ như trong một cây cần nó sẽ có nè. Đầu tiên là cây cần câu. Cây cần là đặc biệt phải có rồi nha cả nhà. Đó, em sẽ dựng ra. Đây cây cần đến từ hương hiệu Hua đây. Hua Nhã Lam, cái màu rất là đẹp. Cái màu xanh. Một cái trong đây nó sẽ còn thêm một cái ngọn. Cái ngọn này là ngọn rin luôn nha cả nhà. Đó là cái ngọn rin theo cần. Đây. Nó sẽ có thêm một cái ngọn rin theo cần luôn. Đầu bu chống sắn luôn, lộn, đầu cần, này không phải là đầu bu. Rồi để đây. Và tiếp theo nó sẽ có một cái bao chùm. Nó còn thêm một cái bao chùm và một số giấy tờ kèm theo nha bạn. Giấy tờ kèm theo thì đa số hàng nào nó cũng có giấy tờ kèm theo. Đó, cái bao chùm của Hua này rất là mềm. Mình gờ lên như dải nhung á cả nhà. Rất là mềm luôn. Như dải nhung luôn, thật sự. Hua Nhã Lam. Đáng đồng tiền nha cả nhà. Rồi, nó sẽ kèm bao gồm đó. Bây giờ em sẽ bỏ lại cái hộp này. Và em review cái cần. Thì em cũng nói cái cần của mình á nó sẽ đi kèm thêm một cái ngọn, là cái ngọn đi theo cần là ngọn rin luôn nha, ngọn rin luôn chứ không phải là ngọn lô nữa, đây là ngọn rin luôn. Đó, hàng này là hàng công ty nên nó sẽ đầy đủ tem nhãn, mã vạch, giấy chứng nhận. Đó. Quá đẹp cả nhà ơi, một màu xanh cực kỳ đẹp và những cái logo thông tin á nó để lên rất là rõ ràng ha. Hàng này hàng carbon 99% luôn nè. Đít của cần nè, cái phần này là để anh em mình gắn cái dây bảo hộ á, dây bảo hộ cho cần á, ví dụ cá ăn cá lớn quá mình thả ra thì cái này anh em cần á thì rút ra, không cần người đóng lại ha. Đầu cần nè, đây là cái phần đầu cần Hua Fipsin tích cổ. Đầu bằng kim loại ha cả nhà. Cái đầu này bằng kim loại. Cái đít nó thì cũng bằng kim loại luôn. Đó.
chiều dài cái này là 4,5m và 5h. Ở trên đây là nhám nha cả nhà, cái này là nhám, hai phần này là bóng. Em sẽ cho các bạn xem về cái phần bên trong của nó ha. Ở đây nó có thiết kế cho mình một cái gon để ví dụ cần mình có gớt xuống nước thì nó sẽ không bị lọt nước vào đây nè cả nhà. Thiết kế rất là hay chỗ này ha, cái gon chống nước đó. Ở đây thì nó làm những cái gảnh ABS, tức là những gọi là gảnh chống kẹt lóng á, rất là đẹp và rất là rõ ràng ha. Đó, em thấy không? Hua thì thân màu xanh thì nó làm những cái gảnh ABS thì nó cũng làm lên màu xanh luôn, nhìn rất là đẹp luôn. Ngọn này ngọn 1,4L nha cả nhà, và hàng này là ngọn gỗng chứ không phải là ngọn đặc nha. Đa số những cái cần câu xịn sò á, thì ít khi nào nó làm cần ngọn đặc lắm. Thì ở đây mỗi lóng tinh cần nó đều ký hiệu, ví dụ trường hợp anh em mình chơi mà xảy ra sự cố thì bên công ty vẫn có đồ cho anh em thay nha, vẫn có đồ cho anh em thay. Rồi cái này là cái phần đít. Rồi bây giờ em sẽ rút ra cái phần ngọn cho cả nhà mình xem ha. Anh em nhớ kỹ nha, Hua Nhã Lam 5H. Đây, ở đây nó có đóng một cho mình một cái dòng kim loại, gọi là cái dòng này để chống nổ lóng á, gọi là dòng trợ lực chống lỗ nóng. Quá đẹp cả nhà ơi. Đây, ngọn cần là 1,4L và ngọn cần là ngọn xoay 360 độ. Ngọn xoay 360 độ ha. Đây là ngọn chống chống sắn. Nó xoay 360 độ luôn. Đó. Và những cái khúc lóng như thế này nó vẫn là màu xanh. Nhìn cái cần mình nó một cái tông màu đen xanh rất là đẹp và rất là sang chảnh luôn. Đó. Đây là size 5,4 nha cả nhà. Rộng, size 4,5m. Đây là size 4,5m. Về cái phần giá cả, anh em có thể nhìn xem cái phần ở dưới clip á. Tức là cái giá anh em xem dưới phần dưới clip giúp em ha. Em có để cái giá dưới phần dưới clip đó. Còn khi anh em mua một cây cần câu đài bên em, ví dụ như mua cái cây Hua này, thì bên em sẽ hỗ trợ tặng cho các bạn một cái đai quấn cán hàng của GW, trị giá là 90.000 một đai. Anh em khi mua một cần là được tặng một cái đai quấn cán như thế này, anh em cầm vô nó thoải mái ha, cầm cây cần vô nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ sạch hơn và độ im đó, khi mình câu á, mình giật cá nó sẽ im hơn. Ok, thì khi đóng hàng đi, ví dụ đi giao tỉnh á, thì em sẽ bỏ vô cái đây, bỏ vô cái bao chùm của Hua như thế này và bỏ vô ống nước. Thì tại vì khi mà giao đi tỉnh á, thì em không thể bỏ vô cái ống này được nha cả nhà, tại giống này nó quá bự, mình bỏ vô ống nước nó không có vừa. Thì em sẽ bỏ như thế này, bọc chống sốc lại, giao tới cho cả nhà mình thôi. Còn cái phần giá của cần á, anh em tham khảo với phần mô tả giúp em nha. Em có để chi tiết với phần mô tả. Đây cái ngọn Sikua này cả nhà, tức là cái ngọn đi kèm á, là ngọn rin luôn chứ không phải là ngọn lô nha, là cái ngọn của cái cần nó luôn. Đó, vẫn là ngọn đầu xoay 360 độ nè. Đó, nó là sẽ là sản phẩm đi kèm, là khi mua một cần anh em sẽ có một cái cần, một cái bao cần, một cái ngọn và thêm một cái đai quấn cán. Cái đai quấn cán khi em câu anh quấn thì cầm nó sẽ im hơn và nó sẽ đỡ trơn trai hơn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ review thêm một size nữa là size 6,3. Tại vì 4,5m và 36 thì nó ná ná nhau. 6,3 thì lóng nó sẽ dài hơn. Thì cái cây này em sẽ rút phần cái cây cần thôi nha cả nhà, em không rút hết ví dụ phụ kiện ra nữa, em chỉ lấy cần ra thôi. 6,3, trọng lượng là 199g, nó chưa tới 200g nha cả nhà, chưa tới 200g. Đây, về thiết kế thì gần như giống nhau hoàn toàn ha, giống nhau hoàn toàn hết. Ở lớp dưới này nó có bọc thêm một cái lớp nhựa nha cả nhà, anh em về mình có thể tháo lớp này ra luôn nha. Lớp nhựa này, lớp nhựa chống chày á, khi mà công ty nó giao về là nó sẽ có cái này luôn, thì anh em có thể tháo cái lớp nhựa này ra, lớp nhựa bọc lại chống chày á. Cái 6,3 thì lóng nó tới 6 lóng nha cả nhà, 6 lóng, nhìn vô cái này rất là đã luôn. Đó, nó sẽ có hết tất cả là 6 lóng. 1, 2, 3, 4, 5. Còn lóng nữa. Đây,
những cái gảnh này là gọi gảnh ABS, tức là gảnh chống kẹt lóng nha cả nhà. Nó làm nổi lên rất là rõ ràng ha. Hàng này là hàng mới full hộp nha cả nhà, full box, bữa nay mới bóc ra để review thôi. Phần ngọn của nó vẫn là ngọn 1.4 ly và ngọn xoay 360. Dòng này dòng 5H thì cho anh em mình quýnh theo kiểu bạo lực vẫn ok nha. Hàng này quýnh bạo lực ok luôn. Đó. Đó. Khá đẹp ha. Khi cây cần mình dương ra hết nó khá là đẹp. Dòng này thì đã có khách mua của em cây 6m3 là về trên đập thủy điện quýnh con cá hình như là đâu cả chục ký á. Cá quýnh cần câu tay mà quýnh cá chục ký luôn nha cả nhà, chứ không phải là quýnh 1-2 ký nữa. Thì hàng này hàng chất lượng mà, hàng cao cấp mà, nên em chơi thoải mái, rất là nhẹ luôn và rất là khỏe luôn. Đó. Rồi ok, thì anh em nào đặc biệt khi mua cần là bên em sẽ được bao ship toàn quốc nha cả nhà. Bao ship toàn quốc tặng thêm một cái đai quấn cán trị giá là 90.000. Đó. Còn khi anh em tới ship mua thì giá nó sẽ rẻ hơn. Tại vì tới ship mua là không có ship đi và giá sẽ được ưu đãi hơn. Đó. Thì mọi vấn đề anh em có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại em để trên màn hình, kết bạn Zalo, Facebook, nhắn tin trực tiếp cho em, em sẽ báo giá cụ thể chi tiết và báo giá luôn cái phần khuyến mãi. Đó. Anh em có thể đến trực tiếp shop đây nè, B5 đường 672, Phước Long B quận 9, tìm trên Google Maps là đồ câu Thanh Tuấn. Ok chưa? Đó. Bên đây là hai số điện thoại của em nè. Rồi, thì clip này em xin kết thúc tại đây nha. Thì thời gian tới thì em sẽ chủ động quay nhiều clip về cần câu tay hơn cho cả nhà mình xem nha. Rồi cảm ơn cả nhà thời gian qua đã tin tưởng ủng hộ giúp em. Hua Nhã Lam 5H.